Vâng, chào mọi người ha. Tại bây giờ thì có một đám tang hỏa táng ở Hoa Dương Bình Dương mọi người, rất là sớm luôn. Thì đám tang này của ông hay bà đây, để xem. Này của cụ ông nha mọi người. Thì đang làm lễ nha mọi người ha. Thì cũng như thường mấy đám thì vô đây làm lễ là sẽ bốn hồi kinh nha mọi người. Hồi kinh tứ bái là sẽ hạ xuống để là hỏa táng nha mọi người ha. Thank you.
Chuẩn bị ăn quẹt cho mọi người. Cũng thành tâm chia buồn cùng với gia đình, cầu mong hương linh ông về miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người xem thì cho em xin một like và đăng ký ha. Bây giờ cái video em sẽ kết thúc. Chào tạm biệt mọi người nha.